Xin chào các bạn, mình tên là Nghĩa. Mình đến từ Đà Nẵng, hôm nay mình 24 tuổi. Mình là một bartender tại Resort Intercontinental Đà Nẵng. Khi mình ra trường được 2 năm thì mình đi làm xong, mình muốn có một cái bằng cao hơn là bằng thạc sĩ. Thì sau này mình về Việt Nam, mình có cái vị trí cao hơn và lương bổng cao hơn. Mình đi tìm kiếm trên mạng thì mình thấy được Tăng Đại Dương có những clip trên YouTube thì mình xem. Thì có những chia sẻ từ forum của những bạn về Tăng Đại Dương. Sau mình có gọi điện tới Tăng Đại Dương thì được chị Ngọc tư vấn và gửi cho mình những clip cần thiết để chuẩn bị cho hồ sơ. Và mình chỉ làm việc qua chị Ngọc thông qua mail, và những giấy tờ thì mình toàn gửi vào bưu điện, tại vì nhà mình ở Đà Nẵng rất là xa, nên mình rất là ít có dịp để vào thành phố Hồ Chí Minh. Nên tất cả những hồ sơ mà chị Ngọc yêu cầu thì mình đã chuẩn bị cho chị Ngọc và gửi vào bưu điện. Khi mà chị Ngọc liệt kê ra những trường ở bên Mỹ thì mình tìm kiếm trên mạng thì mình biết được trường đại học Houston. Nó là một trường khá là lớn về cái ngành mình đang chọn, đó là ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh. Và mình đã chọn trường Houston và mình báo cho chị Ngọc biết, và chị Ngọc mà làm một thủ tục để chuẩn bị giấy tờ làm xin E20. Xong khi E20 đã được trường đại học Houston chấp nhận thì người ta gửi về cho Tăng Đại Dương. Thì mình khuyên các bạn là khi mà soạn câu hỏi thì mình nên tự bản thân mình chuẩn bị câu hỏi. Thì mình thấy chẳng có gì để lo ấy, tại vì mình đi học mình có đầy đủ giấy tờ, mình có cái kiến thức mình đi học thì mình chẳng có gì để lo. Thì mình lên mình phỏng vấn, mình nghĩ là mình lên đó chỉ là một cái người ta cấp cho mình cái giấy để mình thông hành mình đi thôi. Nếu các bạn mà có muốn được đi du học thì các bạn nên thử đến Tăng Đại Dương. Thì mình thấy đây một cái tổ chức rất là uy tín và cái quy mô rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn truy cập trên trang web là các bạn sẽ biết về Tăng Đại Dương.